Dê dê, vậy là ngày 30 Tết cũng đã đến anh em ạ. Ngày cuối cùng của năm 2023. Đúng, chính xác ngày cuối cùng của năm 2023. Nó đang ở lại với chúng ta, nó đang rất gần với cái năm 2024 rồi. Chúc anh em ngày cuối cùng của năm mọi điều tốt lành nhất. Và chào mừng năm, chào anh em đã quay trở lại cùng với mình, YouTuber được một game trong cái game Meta Sloom của VNG. Ngày cuối cùng của năm. Một cái ngày rất đặc biệt đúng không? Một ngày thật sự đặc biệt khi mà tất cả mọi người đều cố gắng mong chờ khoảnh khắc bước sang năm mới, bước sang một cái thời khắc mới đúng không anh em? Rất nhiều điều đang chờ đợi chúng ta. Nào, để xem ngày hôm nay chúng ta có gì anh em nhé. Mình sẽ vào hoạt động trước này. Hoạt động thì chúng ta có lì xì đón xuân. Đây, nhận Sapphire anh em nhé. Anh em ấn vào nhận Sapphire ở đây. Ngày thứ ba này. Đó, điểm danh thành công nhé anh em nhé. Điểm danh thành công này, phục hồi kinh đô ánh sáng. Hôm nay có sự kiện phục hồi kinh đô ánh sáng đến từ Alessio anh em nhé. Phục hồi kinh đô ánh sáng, đối thoại với Rossi. Đó, có nghĩa là chúng ta sẽ làm nhiệm vụ và với mỗi tiến độ chúng ta sẽ nhận được mảnh của Alessio. Hoàn thành thì anh em sẽ nhận được mắc là 50 mảnh anh em nhé. Khi mà hoàn thành anh em sẽ nhận được mắc 50 mảnh Alessio để có thể ghép được. Xem video giới thiệu Alessio nha. Wow. Đó, đây là giới thiệu chi tiết về Alessio. Welcome Alessio. Đó. Đấy. Skin này nha. Nó giới thiệu những cái rất cơ bản đến từ Alessio mà thôi nha. Kỹ năng. Nhưng mà nó vẫn đang để tiếng Anh nha. Kỹ năng của Alessio. Đó, hết. Nhận hoàn thành chơi thử Alessio này. Ok anh em này, chúng ta vào đây nhé. Nói chung là làm những cái nhiệm vụ liên quan đến Alessio là được. Alessio thì không phải giới thiệu quá nhiều các bạn đúng không, một nhân vật cam nhưng mà rất si đà. Có đạn pháo đấy chứ nhỉ. Mẹ đi với Saza thì cũng bựa đấy chứ nhỉ. Ấy, ấy, ấy. Ấy, ấy, ấy. Kết thúc dùng thử. Trở về hoạt động nào. Kinh đồ ánh sáng của Alessio. Tiếp này, hoàn thành chiến độ chiến dịch tiểu đội vực sâu. Vực sâu này nha. Ok, đi vực sâu luôn hai nháy nào. Khởi động vực sâu hai nháy này nha. Phải 11 là 11.700. Thiếu tận 1.000 nữa anh em. Mấy ông dậy sớm thế. Xong. Rồi, ông Rosa cái này 119, 12.279 rồi. Nhiều kinh nhược. Ông Rosa cái đã 12.000 rồi. Càng lên cao anh em sẽ thấy là rồi, lại cái ai này. Không, cái ai này đỡ nhẹ nhàng hơn anh em. Không phải con Nanta là được anh em. Con này là con gì? Con này con Titan đấy anh em. Không chịu phá giáp à? Ôi vậy sao hai thằng chết kia? Vãi thật. Ừ, súng này không có tác dụng mình.
Nhanh thế nhỉ. Mãi nãy giờ mới thỉnh thoảng đi. Mới đứng phình đừng nói cho anh em. Bắn từ nãy giờ thỉnh thoảng mới đứng hình đừng nói nhỉ. Bắn từ nãy giờ thỉnh thoảng mới đứng hình đừng nói phát đi. Thỉnh thoảng mới đứng hình được nó một phát. À, tiếp theo là anh em ơi. Bazooka đã rời đội rồi. Sẽ có những người khác vào rất nhanh thôi nhỉ, đúng không? Chuyện hai game, tổ đội hai game luôn anh em nhé, hoàn thành nhiệm vụ luôn trong ngày hôm nay đi. Hoàn thành luôn nhiệm vụ trong ngày hôm nay đi anh em ơi. Còn khiên ra hết chỗ khích đấy thôi. Nó đứng hình như một giây anh ơi. Ok gà mày, xong hai cái giây, xong hai nhiệm vụ một lúc luôn đúng không, nhiệm vụ hàng ngày với cả cái LSCO luôn. Và Dương xem cái loại S2 nữa không nhỉ. Đấy, thế là một cái loại S2 nữa anh em này. Rồi, ok đấy, trở về đã. Trở về giải tán đội.
về giải tán đội, nhận luôn thành tựu anh em nhé. Ba cấp nữa thì triệu hồi. Trái tim Nami. Cái này yêu cầu gì đây? Xuống lạnh nhé. Hãy mở gì đây? Xuống lạnh một điểm nữa anh em ạ. Hết chưa? Cận chiến này. Không được, cái này cận chiến này, chú năng thành công này, tăng thêm được 3 điểm nữa này. Này tầm xa chú năng thành công này, thêm 30 điểm nữa này. Đó, 11.136 anh em. Nào, nhiệm vụ đâu? Hoạt động với thằng Alessio thôi anh em, phục hồi kinh đô biển cả đây. Rồi, hoàn thành tặng thêm 5 cái nữa này anh em này. Đó, xong nhé anh em nhé. Nhận 3 mảnh Alessio này. Mảnh vũ khí hiếm miễn phí này. Tiếp theo chúng ta có mở túi lọc rồi. À, béo ú. Điệp danh ngày thứ 172 anh em ơi. Điệp danh ngày thứ 172 nhé. Shop đang bán rất nhiều cuốc để cho anh em tham gia các hoạt động cuốc này. Thám hiểm vực sâu này. Xong này. Hôm nay 30 mà hôm nay mở cái này là có lẽ hôm nay mình sẽ quay cái này nhỉ. Quỹ siêu giá trị này. Hôm nay có lẽ mình sẽ quay à. Đang có 6 mảnh. À đây chỉ được đổi một mảnh chứ đổi được nhiều đâu anh em. Đây chỉ đổi được một mảnh chứ đổi được nhiều đâu. À. 900 liền, thốn thật. 900 được 10 mảnh Alessio. Thốn thật sự, đây được một lần. Đây được đúng một lần duy nhất thôi anh em. Bây giờ không lấy thì tiếc, cái này chắc chắn là phải đổi rồi này nhá. Alessio đổi nha. Đến năm này. Mẹ mày chính ra đắt nhỏ, chính ra là 90 90 được một mảnh. 90 900 Sapphire. Tính ra là đắt hay rẻ anh em. Đây 10 mảnh. Cái này dương gì ấy? Dương đổi khẩu AK à? Venus từ Star. Ý lệ. Đây, hồ cầu phúc anh em ơi. 25.000. 25.100. Phúc luôn đi anh em ơi. Cầu phúc tí xem mà. Xem năm nay có được cái gì không? 10 tháng 2 nó mới mở cơ. Alo. Đúng rồi. Mai đúng mai mùng 1 Tết nó mở anh em. Mùng 1 Tết nó mới mở anh em, gọi là có tham gia rồi. Có tham gia vào ngày mai. Lễ đón Tết. Lễ đón Tết hộp bí ẩn may mắn. À hôm nay là nó ra con tàu cá vây sắt này anh em. Nói chung là mấy cái này không cần cần thiết lắm lắm rồi nha, đúng không?
chưa thật sự là cần thiết anh em phải dùng cái này làm gì cả. Đây mình nói về cái gì nhỉ, mình đang muốn là mình sẽ đi quay nốt súng này anh em nhé. Thiếu nhiều rồi. Cái này cứ mua dần thôi nhỉ anh em nhỉ, mua dần thôi. Bao giờ đủ thì đủ thôi nhỉ, 300 thì làm gì có một ngày kiếm ra được mà đúng không. Nói chung anh em cứ mua dần thôi, mua dần mua mòn thôi. Cứ mua dần mua mòn anh em nhé, lúc nào đủ thì tính nhá. Cái gì nữa nhỉ? Đây mình đang nói về cái đào cuốc này nha. Mình sắp đang ở vòng 4. Vòng 4 cuốc này mà hôm nay bắt đầu từ ngày mùng 8 tháng 2 đã ra khẩu này rồi. Nhưng mà ra khẩu này cho con nào dùng bây giờ? Vấn đề là ra khẩu này cho con nào dùng bây giờ? Khẩu laser này rất ít dùng được anh em nhé. Đào 60 lần chắc chắn sẽ ra. Hay chuyển qua đào cái này nhỉ, hay chuyển qua đào vũ khí này nha, đào đào phương tiện này nhỉ, đào con xe này tăng thêm được ít thể. Đào súng thì nó vũ khí bản đặc biệt dành riêng thương hội. Anh em xem toàn bộ thưởng này, xác suất 1%, từ có 12% ra Sunwear Scaler. Ra cái súng đấy cho con nào dùng là cái vấn đề. Nhỡ nó dài thật thì sao anh em, ra Soaring Bow thì con dùng được, ra Sunwear Scaler thì con nào dùng. SN thì không có mà nhiều khi đắn đo thật sự, nhiều khi đắn đo thật sự. Tôi cứ quay đây anh em nhá, đây anh em xem nhật ký kho báu của mình. Kho báu vũ khí anh em nhìn nhá, nó đang ở khẩu cuối này. Đấy anh em nhìn nhá, nó đang ở khẩu cuối này, khẩu holer này, holer này, phát đầu tiên ra Flaming Shotgun này, phát thứ hai ra Hunter Handgun này, phát thứ ba ra Blade Soul Launcher này. Đấy nó đang ở khẩu cuối anh em. Rồi quay nha anh em nhá. Rồi mình quyết định là ngày cuối cùng, ngày 30, ngày hôm nay quay luôn. Ngày cuối cùng của năm, ngày 30 Tết, và chúng ta sẽ quay ra khẩu súng gì anh em nhá. Xác nhận. Đào 10. Ui dồi, đào 10 vẫn chưa ra. Đào 10 vẫn chưa ra. Đừng nói là tí mà em quay có ra sao súng thật chứ không có nhân vật để dùng nhé. Thế thôi nhỉ. Tôi không nhìn nữa anh em nhá. Nào, để xem nào. Ngày cuối cùng của năm 2023 chúng ta sẽ ra gì. Đây rồi, à không, đây là súng cam chứ. Đây là khẩu Lava Shotgun. Ui, chưa ra. Đây rồi, nó ra đây rồi anh em. Quan trọng nó ra súng gì đây. Mày sẽ ra súng gì đây? Chờ đợi xem khẩu súng của vòng quay cuối cùng của năm 2023 của mình, đó là khẩu Red lỏ vâng ạ, quá đau buồn vâng ạ, nó đau buồn thật sự. AK lại còn AK lỏ nữa chứ lại. Ê, hỏng rồi, lấy đập búa được 43 ấy anh ạ. Tiếp 28 lần. Buồn thật sự anh em ạ. Là gì ra cả ló bao giờ không. Mẹ mày lại lên lên được kệ à? Kệ 2 sao anh nhá. Kệ 2 sao. Buồn thật sự.
Buồn thật sự anh em ạ. Cho lên kệ à. Vâng. Đèn đến thế là cục à. Không có cơ hội để mà sở hữu luôn đấy anh em nhé. Không có cơ hội để mà sở hữu luôn anh em ạ. Đáng sợ thật mẹ. Gia đình bịp bợm thật sự anh em ạ. Đây người ta gọi là Aka lỏ đấy. Để đón Tết. Check cơ, check in rồi. Aka lỏ trong buổi sáng ngày hôm nay anh em ơi. Buồn. Không nói lên lời nữa rồi. Thật sự anh em ơi, không nói lên lời nữa rồi. Không nói lên lời nữa rồi. Không còn lời nào để nói với con. Hơi buồn đấy nha anh em nhá, được không? Hơi buồn đấy. Hơi buồn đấy nhá. Sáng đã cho tôi khẩu AK đấy này. Hỏng rồi. Thôi được anh em. Túc tắc vậy. Có gì dùng đấy vậy anh em nhá. Ui nhờ mà em còn chưa mua sổ chiến đấu cao nữa. 200 129.000. Thêm gói 129.000 này nữa. Rồi được rồi, mua hết đi. Rồi, nhé để ngày mai mua hợp lý hơn. Rồi, may quá tôi hiểu rồi, ok. May quá tôi hiểu rồi. May quá tôi hiểu rồi. May quá tôi hiểu rồi. Ok anh em nhá, clip này mình xin phép được kết thúc ở đây thôi. Bye bye, hẹn gặp lại anh em một clip tiếp theo. Chúc anh em một ngày 30 Tết vui vẻ. Đúng, chính xác ngày cuối cùng của năm vui vẻ. Mặc dù thời tiết nó lại mưa dầm dề và có chút re rét, nhưng mà hy vọng đến tí nữa nó sẽ tạnh để nó có thời tiết nó khô ráo hơn, đẹp hơn để anh em thể mua sắm Tết, đúng không? Hẹn gặp lại anh em clip tiếp theo. See you again, bạn. Thank you.